Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Vấn Đạo Tông. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha, chương 92, khu chợ của người tu tiên. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bốn người bọn họ đều mua được những cuốn sách khá ưng ý, bắt nguồn từ hứng thú đối với lịch sử. Màn Cốt đã mua một cuốn Đại Hạ Giã Sử, trong đó ghi chép nhiều câu chuyện khiến cho ngay cả Mạnh Cảnh Chu, người biết được nội tình bên trong, sau khi xem xong cũng cảm thấy xứng với cái giã ở trong đó. Nói gì đi chăng nữa, bốn người bọn họ đều vừa lòng thỏa dạ. Khi đi được một lúc, bọn họ nhận thấy rằng ở xung quanh số lượng người phàm càng ngày càng ít, trong khi tu sĩ lại càng lúc càng nhiều, như thể có một lực lượng thần bí tách biệt những người phàm và tu sĩ. Lan Đình truyền âm cho ba người bọn họ: ở phụ cận đã được bố trí trận pháp thuộc dạng xua đuổi, người phàm sẽ bất giác mà rời xa nơi đây, nhưng tu sĩ thì không bị ảnh hưởng. Mạnh Cảnh Chu bừng tỉnh đại ngộ, nhớ đến tin tức có được khi đi dạo hàng ngày. Đây là khu chợ mà mỗi tháng chỉ mở một lần, có lẽ là do lễ Thái Xuân sắp đến nên nơi này mở cửa trước thời hạn. Lễ Thái Xuân thu hút không chỉ người phàm mà còn có tu sĩ. Nơi đây là một khu chợ đúng quy cách, không phải là nơi giết người cướp hàng như chợ đen. Bốn người họ còn có thể nhìn thấy bổ khoái đang tuần tra ở đây. Dù vậy, trong khu chợ cũng có không ít người dùng những phương thức như che mặt hay mặc áo choàng để che giấu danh tính. Điều này rất phổ biến. Một số tu sĩ dùng thân phận người phàm ẩn mình giữa dân gian. Nếu họ đến đây với bộ dáng thật, thế chẳng phải là bại lộ thân phận của mình rồi sao? Chẳng hạn như nhóm người Lục Dương, cách che giấu thân phận của bốn người họ đều không giống nhau. Mạnh Cảnh Chu và Màn Cốt chọn cách mặc áo choàng đen, cảm thấy như vậy mới có bầu không khí. Thậm chí Mạnh Cảnh Chu còn khặc khặc mà cười vài tiếng. Lan Đình thì sẽ đi phù biến hình, lộ ra khuôn mặt tuyệt đẹp như thu thủy xuân sơn. Nàng luôn dùng diện mạo thật của mình khi tìm kiếm dấu vết của ma giáo trong quận Diên Giang. Lục Dương thảo luận với Mạnh Cảnh Chu: bằng không ta đánh một bài tượng hình quyền hóa thành dáng vẻ của ngươi. Phản hồi mà Lục Dương nhận được là Mạnh Cảnh Chu vỗ chiếc mặt nạ đậu hũ lên mặt của mình. Lục Dương đeo lên chiếc mặt nạ đậu hũ. Bên trong khu chợ khá có bầu không khí tu tiên, một lớp màng bảo vệ lớn che phủ cả khu chợ, phát ra ánh sáng êm dịu, khác biệt hoàn toàn so với bầu không khí bên ngoài. Những tù sĩ đã lâu rồi không gặp đang nhấp ly rượu nhỏ ở quán rượu ven đường, say sưa nói về những gì mình đã thấy và nghe trong thời gian gần đây. Hai các tù sĩ cãi nhau với thương buôn về giá cả của hàng hóa, dựa vào lý lẽ để tranh luận, cố gắng kiếm vài viên linh thạch từ trên người của đối phương hoặc lôi đài do quan phủ dựng lên. Những tù sĩ muốn đấu pháp đều có thể thỏa chí mà chiến đấu trên lôi đài. Mau đến xem kìa. Đại lực đan được luyện chế từ bí pháp luyện đan tổ truyền, ăn vào một viên, sức lớn vô cùng. Lục Dương cảm thấy hứng thú, hắn lần theo giọng nói tìm đến, phát hiện nơi đây là một hiệu thuốc. Xem ra hiệu thuốc này là do người tu tiên mở. Không biết người giao hàng là người học việc hay là luyện đan sư. Bao nhiêu linh thạch một viên? Người học việc của luyện đan sư nói: 10 linh thạch một viên, mua 3 tặng 1, mua 5 tặng 2. Giá cả không đắt, chứng tỏ đối tượng của loại đan dược này không phải là người ở trúc cơ kỳ như Lục Dương, mà là dành cho những người ở luyện khí kỳ. Lục Dương muốn mua 2 viên làm kỷ niệm. Đây là lần đầu tiên hắn thấy được đan dược luyện chế bởi người ngoài Vấn Đạo Tông. Tác dụng thế nào? Có thể tăng cường sức mạnh trong thời gian ngắn, sau khi sức chiến đấu biến mất sẽ rơi vào trạng thái suy nhược trong nửa ngày. Lục Dương mua một viên, vừa chuẩn bị rời đi thì thấy một người bổ khoái đi vào. Lục Dương có chút ấn tượng với y, họ Tôn, thủ hạ của vệ bổ đầu. Ta nhận được tố cáo nói rằng đại lực đan của ngươi dính líu tới quảng cáo sai sự thật. Người học việc ở luyện đan sư thoáng lúng túng: quảng cáo sai sự thật à? Tôn bổ đầu nghiêm túc giải thích: dựa trên quy định của pháp luật, khi quảng bá hoàng hóa không thể sử dụng những từ như nhất hay là vô cùng. Sau khi tiến hành điều tra, bọn ta phát hiện ra rằng đại lực đan của ngươi chỉ thích hợp cho các tu sĩ luyện khí dưới tầng 3 sử dụng, không có công hiệu sức lớn vô cùng. Sau lần cảnh cáo này, mong rằng ngươi sẽ đính chính sự việc này. Người học việc của luyện đan sư ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi Lục Dương rời đi, hắn nghe thấy giọng nói phát ra từ trong hiệu thuốc: mau đến xem,
Đại lực đan được luyện chế từ bí pháp luyện đan tổ truyền, ăn vào một viên, sức mạnh có hạn. Lục Dương đột nhiên cảm thấy, viên thập ngưu chi lực đan do Ngô Minh Sư Huynh luyện chế, đúng thật là không thể bới móc ra vấn đề gì, ngay cả vấn đề phổ biến nhất của đan dược là quảng cáo sai sự thật cũng không có. Mạnh Cảnh Chu từng thấy qua rất nhiều thứ, ngay trong nhà hắn ta cũng có luyện đan sư tương đối hợp quy cách, nên hắn ta không quá quan tâm tới những đồ vật thường thấy. Đây là vật gì? Mạnh Cảnh Chu cầm lên một món đồ nhỏ từ trong sạp hàng ở vỉa hè. Hai cây gậy gỗ vuông góc dính vào nhau. Dùng để trải bánh kếp à? Vật này cũng bán trong chợ sao? Chủ sạp nhỏ là một người đàn ông trung niên râu ria, khuôn mặt khá nghiêm túc, chân mình như vậy, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc Mạnh Cảnh Chu nói chuyện, A mới gắng gượng mở mắt, vừa nhìn đã thấy có khí phách của bậc thầy luyện khí. Vật này gọi là phi thiên côn, đặt trên đỉnh đầu, kích hoạt bằng linh lực thì có thể xoay lên trời, cần tu vi luyện khí tầng 7 là có thể kích hoạt. Mạnh Cảnh Chu sửng sốt, khu chợ nhỏ nhỏ này quả thật là ngọa hổ tàng long, có bậc thầy luyện khí như vậy. Nếu không có thủ đoạn đặc biệt thì chỉ có tu sĩ kim đan kỳ mới có thể bay lên trời cao. Nếu có thủ đoạn đặc biệt, chẳng hạn như Lục Dương trong trúc cơ kỳ có thể ngự kiếm phi hành, hoặc là Lục Dương dùng tượng hình quyền biến thành tiên hạc cũng có thể phi hành. Bất kể là trong tình huống bình thường hay là đặc biệt, yêu cầu thấp nhất đối với tu vi cũng là trúc cơ kỳ. Mạnh Cảnh Chu chưa từng nghe nói tới luyện khí tầng 7 đã có thể bay lên trời. Có vẻ như ngươi cũng không tin. Không sao, ta sẽ biểu diễn một phen cho ngươi xem. Nam tử trung niên râu ria với vẻ mặt đầy tự tin lấy ra một con khôi lỗi bằng gỗ. Gã buộc phi thiên côn lên con khôi lỗi bằng gỗ, đầu ngón tay phát ra một tia linh khí đánh về phía phi thiên côn. Phi thiên côn như thể vừa mới tỉnh dậy, ban đầu là từ từ xoay chậm, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy hư ảnh. Phi thiên côn mang theo khôi lỗi cùng bay lên trời, trông có vẻ như không có vấn đề gì. Nếu nhất quyết phải nói một vấn đề thì đó là khi phi thiên côn xoay vòng, nó cũng kéo theo khôi lỗi gỗ cùng xoay chung. Khôi lỗi gỗ lấy đầu làm trung tâm, cơ thể xoay tròn với tốc độ cao, duy trì trung tần suất với phi thiên côn. Nếu bên dưới phi thiên côn là con người thì thậm chí não cũng bị nó xoay tới nhũn ra. Ngươi xem, ta đã nói chất lượng của khôi lỗi nhà ta rất tốt mà đúng không? Xoay nhanh như vậy mà vẫn không hỏng hóc. Không phải ta khoác lác, nhưng khôi lỗi gỗ này của ta, ngay cả khi đối mặt với tu sĩ trúc cơ cũng có thể chiến một trận, giá cả cũng không đắt. Chắc giá 800. Cây mù nội nhà ngươi. Mạnh Cảnh Chu xem như hiểu rõ rồi, đối phương căn bản chỉ là dùng cái mác phi thiên côn để quảng bá khôi lỗi. Có thể thấy trong khu chợ đầy những cảnh lừa lọc lẫn nhau, những người chân thành như Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đã rất hiếm thấy rồi. Nhóm người Lục Dương chuẩn bị đi dạo một vòng ở khu vực của thương hội lạc địa Kim Tiền, nơi đó khá chính quy, sẽ không có những tình huống như vừa rồi. Bốn vị khách quan có cần xem một quẻ không? Một giọng nói vang lên bên cạnh bốn người bọn họ. Lục Dương quay đầu nhìn lại, thấy đối phương là một thầy bói, sau lưng treo một lá cờ bát quái, trên đó viết: xem trời xem đất không bằng xem người. Trông có vẻ như là làm ăn ế ẩm, không có khách ghé thăm. Thầy bói thấy nhóm người Lục Dương chú ý tới mình, lại bổ sung nói: không linh nghiệm không lấy tiền, có muốn thử không? Lục Dương chú ý thấy trên bàn tay của y có lá bàn bát quái, xúc sắc, văn phòng tứ bảo, 9 xu tiền đồng, quả cầu pha lê, các thứ. Phàm là vật dụng nào có thể dùng để xem bói thì đều bày ở trên bàn. Đáng tin không? Hơn nữa tại sao lại có quả cầu pha lê chứ? Chương 93, xem bói. Thầy bói là một tu sĩ cùng độ tuổi với Lục Dương. Y thấy ánh mắt của Lục Dương, dùng ngữ điệu mang hàm ý phàn nàn mà giải thích: hết cách, ngày nay mọi người đều không mấy tin vào việc xem bói, hô hào rằng mạng này do ta quyết định chứ không phải do trời, kiếm miếng ăn cũng không dễ dàng mà. Có người thích dùng bát quái còi bói, vậy nên ta đã chuẩn bị la bàn bát quái. Có người muốn xem vận ở trong cờ bạc, vậy nên ta đã chuẩn bị xúc sắc. Có người cảm thấy việc đoán chữ chính xác, vậy nên ta đã chuẩn bị văn phòng tứ bảo. Có người cảm thấy tung đồng xu là phương pháp hiệu quả nhất, vậy nên ta đã chuẩn bị 9 đồng xu lớn. Còn có quả cầu pha lê này, đây là một trào lưu mới nổi lên ở Đông Hải trong vài năm gần đây. Người ta thích dùng quả cầu pha lê để xem bói. Vì chuyện này, ta còn đi Đông Hải học một phen.
Hơn nữa mặt ngoài của quả cầu pha lê này có thể coi bói, mặt khác còn có thể xem đoạn ghi hình. Một công cụ kiếm hai phần tiền. Thế nào, có muốn chọn phương pháp để xem thử không? Không linh nghiệm thì không lấy tiền. Người thầy tướng số nhiệt tình quảng bá bản thân. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy thầy tướng số với vẻ ngờ vực, lòng thầm cảnh giác. Thầy bói này không đơn giản, dường như y đã nhìn ra điều gì đó. Màn cốt lần đầu tiên gặp được một thầy bói, cảm thấy rất thú vị. Có thể xem thử cho ta không? Khóe miệng của thầy bói nhếch lên nụ cười nhạt. Được chứ, xin hỏi quan khách muốn dùng phương pháp xem bói nào, muốn xem gì? Màn cốt suy ngẫm một lúc, cảm thấy mình là người tu nho, liền nghĩ. Đoán chữ đi, ta viết một chữ. Người xem thử liệu ta có thể trở thành một đại nho hay không? Mời. Thầy bói toán biện văn phòng tứ bảo một cách thành thạo, sau đó mời màn cốt xuống bút. Màn cốt vùng bút như bay, viết xuống một chữ. Thầy bói toán gõ tay một hồi rồi hít sâu một hơi. Chữ này của ngươi có vấn đề gì sao? Màn cốt gấp rút hỏi. Chữ này của ngươi viết xấu quá, đây là chữ gì vậy? Chữ nho. Thầy tướng số điều chỉnh lại tâm trạng, phân tích. Chữ nho mang ý nghĩa mềm dẻo, danh xưng chỉ nho sinh, phần nghĩa là nhân, phần chỉ thanh là nhu. Thân thể của ngươi cường tráng, trông như kiên cố khó bì, nhưng thực chất là một người có trái tim mềm mỏng, thiếu chủ kiến, đặt đâu ngồi đó, học gì giống đó. Tiếp tục xem chữ nhu, phía trên là chữ vũ, phía dưới là chữ nhi. Thường nói rằng mây bay tích tụ trên người, lúc cần thì mưa, ý chỉ rằng trong tương lai người sẽ được người khác cần đến. Chữ nhân đứng ở một bên, ý chỉ rằng người không chỉ có thể trở thành đại nho, mà còn có thể trở thành một đại nho mới. Màn cốt nghe thấy mình có thể trở thành đại nho, mặt mày rạng rỡ. Trình độ nho học của y trong môn đồ của tứ trưởng lão là từ dưới đếm lên. Mặc dù tứ trưởng lão không để tâm lắm, chủ trương của tứ trưởng lão là hữu giáo vô loại, nói rằng y chỉ chưa khai sáng, chỉ cần y có thể khai sáng thì có thể vào nho đạo trong một buổi, tiền đồ khó có thể đo lường. Nhưng màn cốt luôn cảm thấy thiếu tự tin. Lúc này nghe thầy bói phân tích, nói rằng bản thân có thể trở thành đại nho, y một lần nữa lấy lại sự tự tin của mình. Bản thân vẫn có tiềm năng. Đúng rồi, còn một chuyện nữa. Chuyện gì? Về nhà rèn thêm chữ đi. Ồ, các hạ có cần bảng chữ mẫu không? Chỗ tại hạ vừa hay có một quyển, mua một quyển đi. Đây là chi phí nhất định phải có trên con đường trở thành đại nho của các hạ. Màn cốt cảm thấy lời của thầy tướng số nghe có vẻ có lý, nên đã mua một cuốn. Man Đình thêm màn cốt, đã xem xong, cảm thấy hết sức thú vị. Bản thân cũng muốn xem thử, nên ngồi xuống hỏi. Tiểu nữ tử muốn biết trong tương lai, giữa trận pháp và phù lục thì bên nào có thành tựu hơn, dùng quả cầu pha lê xem thử đi. Gần đây nàng không ngừng học tập trận pháp, nhận ra hứng thú của mình đối với trận pháp hình như cao hơn phù lục. Lan Đình đang suy nghĩ xem liệu có nên thay đổi chuyên môn của mình hay không. Thầy bói toán giơ cao quả cầu pha lê nhắm thẳng vào Lan Đình, hai tay liên tục trà sát lên đó, miệng đọc lẩm bẩm: Thiên linh linh, địa linh linh, quả cầu pha lê mau hiển linh. Thiên linh linh, địa linh linh, quả cầu pha lê mau hiển linh. Thầy bói toán nhìn thấy kết quả hiển thị ở trên quả cầu pha lê mà trợn tròn. Trong tương lai cô nương đã vẽ trận pháp trên phù lục sao? Hợp nhất trận pháp và phù lục. Thầy bói toán nhìn Lan Đình với ánh mắt kỳ quặc. Đây là ý tưởng lạ đời như vậy. Nữ tù tuyệt mỹ vô song này sao lại có cách nghĩ chả giống người bình thường như thế này? Lan Đình nghiêng đầu suy tư một lúc, cảm thấy lời nói của thầy bói toán cũng chẳng phải là không có khả năng, nên dứt khoát thoải mái trả tiền cho người này. Tới lượt Mạnh Cảnh Chu, hắn ta khẽ nhướng mày: Ngươi hẳn không phải là đệ tử của Thiên Sách Tông đâu phải không? Thiên Sách Tông, một phái xem bói hàng đầu đại lục trung ương, từng tính ra được thời điểm tái hiện của đại thế thượng cổ. Thiên Sách Tông vô cùng coi trọng nhân quả, nhưng thủ đoạn che giấu thân phận thông thường đều vô dụng đối với Thiên Sách Tông. Đệ tử của Thiên Sách Tông chỉ cần thoáng liếc mắt là có thể nhìn ra xuất thân và thân phận của đối phương. Nói không chừng người thầy bói này nhìn ra nhóm bốn người bọn họ tới từ Vấn Đạo Tông và Nguyệt Quế Tiên Cung. Vị sư đệ này người ắt hẳn là nhìn nhầm rồi. Ta đây hạc nội mây ngàn, là hạng người nhàn hạ, làm sao có thể là đệ tử của Thiên Sách Tông? Mạnh Cảnh Chu trầm mặc một lúc,
từ trong ngọc bội chứng minh thân phận của mình, hắn ta lấy ra một cuốn huyết khế. 300 năm trước, thái thượng trưởng lão của Thiên Sách Tông tìm đến mạnh gia của ta, ông ấy đã mượn một lượng lớn linh thạch cực phẩm, sau đó ông ấy không trả nổi, nên trốn vào trong động phủ, thông báo với ngoại giới rằng bản thân bế tử quan. Mạnh gia bọn ta tới tận cửa Thiên Sách Tông của các ngươi đòi nợ, tông chủ của các ngươi đã lập ra huyết khế, nói rằng nhất định sẽ trả đủ. Hơn nữa, phàm là người trực hệ của Mạnh gia, gặp phải đệ tử của Thiên Sách Tông, đều có thể dựa trên huyết khế và yêu cầu đệ tử Thiên Sách Tông trả tiền. Người muốn thử uy lực của huyết khế không? Nghe nói Mạnh gia là chủ nợ của người trong thiên hạ, xem ra câu nói này không phải là giả. Thầy bói toán bịch một tiếng quỳ xuống đất, ôm trước chân to của Mạnh Cảnh Chu mà khóc nức nở. Đại ca Mạnh gia, ra tay chừa chút đường sống, may sau còn dễ nhìn mặt nhau. Thiên Sách Tông của bọn tại hạ thậm chí nghèo tới mức không nuôi nổi đệ tử nữa rồi, để bọn tại hạ xuống núi tự lực cánh sinh. Tại hạ lạc bốc, nếu có tiền không lưu lạc tới mức tới nơi đây lừa lọc, dựng sạp ở đây còn phải trả phí thuê vị trí, tại hạ ngay cả tiền thuê chỗ bán hàng cũng không trả nổi rồi. Thầy bói toán lạc bốc kể nghèo, các hạ nhìn cái áo mã quái của tại hạ xem, mày mày vá vá mà mặc tới mấy năm rồi cũng không có tiền thay cái áo mới. Anh Kinh Châu bĩu môi, cái áo mã quái này vừa nhìn là biết từng được tế luyện, giá trị không thấp. Ta không trông mong ngươi trả tiền, ngươi đứng dậy trước đi. Mạnh Cảnh Chu dốc sức kéo chiếc đùi to của mình ra khỏi vòng tay của Lạc Bốc. Ngươi miễn phí mà xem một què cho hai người bọn ta, thì ta sẽ không gây phiền phức cho người nữa. Nhớ đấy, không được gạt bọn ta. À, việc này không khó. Nào nào, ngươi xem thử cung mệnh của ta đi, thành tựu trong tương lai thế nào. Lục Dương xòe bàn tay ra để cho Lạc Bốc, đệ tử của Thiên Sách Tông xem tướng tay. Lạc Bốc cười hả hê một tiếng, y vẫn tự tin như xưa đối với ngón nghề của mình. Cũng là câu hỏi thường thấy, vậy thì để ta thử xem. Ai ngờ Lạc Bốc trừng to mắt, đột nhiên đứng dậy, khuôn mặt lộ ra vẻ không thể tin được, dẫm chân lùi ra phía sau vài bước, một mạch lùi tới tận chân tường. Người, cung mệnh này của ngươi là chuyện gì thế này? Một khung cảnh mịt mù, trong tương lai người sẽ sản sinh nhân quả với vài vị tiên nhân. Lạc Bốc phát hiện ra rằng dù Lục Dương ở trong tình huống bị nhân quả của tiên nhân quấn thân, hắn vẫn có thể tự do hoạt động như thể không bị ảnh hưởng gì cả. Nhưng điều đáng sợ nhất còn chẳng phải là chuyện này. Điều đáng sợ nhất là Lạc Bốc còn phát hiện ra rằng trong tương lai Lục Dương sẽ trở thành một mối họa lớn của giới tu tiên, lan truyền nếp sống của Vấn Đạo Tông tới khắp giới tu tiên. Nếp sống của Vấn Đạo Tông đã quá đáng lắm rồi, nếu như cả giới tu tiên đều bị Vấn Đạo Tông đồng hóa thì ai còn sống nổi nữa chứ. Tuyệt đối không thể dây dưa nhân quả với loại người này. Lạc Bốc thầm than khổ, y thấy bốn người họ tới từ Ngũ Đại Tiên Môn đều là bốn con mồi béo bở, vừa hay lừa một vố tiền để kiếm. Không ngờ trong số bốn người bọn họ lại có Lục Dương, một người tuyệt đối không thể dính dáng tới được. Không đúng, dựa trên tướng tay, không chỉ có mỗi một mình Lục Dương lan truyền nếp sống lệch lạc ra khắp giới tu tiên, còn có một người khác phối hợp. Người đó chính là... Lạc Bốc nhìn về phía chủ nợ lớn của mình, Mạnh Cảnh Chu. Mau chóng chạy thôi. Lạc Bốc không nhiều lời, thi triển độn pháp, ngay cả chiếc bàn cũng chẳng mang thu dọn, vắt cẳng là chạy. Ta, hôm nay chưa từng gặp qua các ngươi. Y sợ rằng mình nhìn thêm vài mắt nữa thì mạng của y sẽ chôn ở đây. Bốn người bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì Lạc Bốc đã cao chạy xa bay. Lục Dương trách móc Mạnh Cảnh Chu, chắc hẳn là ngươi đòi nợ nên dọa người ta chạy mất rồi. Chương 94. Chẳng lẽ đây chính là quyển sách trong truyền thuyết ẩn chứa? Đối mặt với những lời vu cáo hãm hại mà Lục Dương đưa ra một cách thành thạo, Mạnh Cảnh Chu khinh bỉ phản bác. Cái này mà ta dọa y chạy mất sao? Huynh không nghe người ta nói à? Nói rằng trong tương lai huynh sẽ có dây dưa nhân quả với tiên nhân. Nói không chừng là do huynh đã làm ra chuyện trời oán người than gì đó, khiến cho tiên nhân giận tới mức hợp sức chấn áp huynh. Lục Dương xua tay. Chuyện đó không thể xảy ra. Trước giờ ta luôn tự nhận thức rõ ràng về hành vi của mình, không thể làm ra chuyện quá đáng như vậy. Chắc chắn là cái cớ do Lạc Bốc bịa ra đấy. Hai người lần lượt đun đầy trách nhiệm cho nhau, kiên quyết không thừa nhận vấn đề này là do mình gây ra. Màn Cốt thoáng mở miệng nói rằng đây chẳng phải là do hai người các huynh có vấn đề, nhưng cuối cùng y cũng không nói ra. Sau vài ngày tiếp xúc,
Lan Đình dần quen với phong cách nói chuyện của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Đối mặt với cuộc tranh luận của bọn họ, nàng chỉ xem như gió thoảng bên tai. Nhìn xem, phía trước chính là thương hội lạc địa Kim Tiền, để ta dẫn mọi người đi dạo một vòng. Ở trước cửa của thương hội lạc địa Kim Tiền có đặt một con mèo ú cầm đồng tiền trên tay, chính là linh vật kinh điển của thương hội. Lục Dương nghe danh của thương hội lạc địa Kim Tiền đã lâu, muốn đi dạo một vòng. Bên trong thương hội được trang trí tối giản, khắp nơi đều thể hiện sự tinh tế. Phong cách trưng bày khác hẳn với phong cách cố gắng khoe khoang tài sản bản thân của những thương hội thuộc dạng nhà giàu mới nổi. Thương hội lạc địa Kim Tiền không cần khoe khoang, tên của bọn họ chính là đã nói lên tất cả. Trên đại lục trung ương, tên của thương hội là đệ nhất thiên hạ, người người đều biết, nhà nhà đều hay. Những mặt hàng trưng bày trong thương hội làm cho Màn Cốt rối cả mắt. Có những viên đan dược được đại sư dày công luyện chế, có những linh bảo được thợ thủ công dốc hết tâm huyết để rèn, còn có những thiên tài địa bảo được đào ra từ hiểm địa bởi những người bất chấp nguy hiểm, có những phù chú và trận pháp biến đổi từ đơn giản tới phức tạp. Màn Cốt nhìn vào giá cả được ghi chú trên đó, cảm thấy mình là một thằng cùng đinh, không mua nổi bất cứ thứ gì. Màn Cốt nhận thấy hai người Mạnh Cảnh Chu và Lan Đình như cưỡi ngựa xem hoa mà đi dạo trong thương hội, như thể đang dạo chơi trong sân vắng, chẳng phiền muộn về giá cả, điều này cũng có thể hiểu được. Nhưng y phát hiện thấy Lục Huynh, người có gia tài ngang ngửa mình, cũng giữ thái độ không quan tâm tới giá cả, điều này khiến y cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Màn Cốt khẽ hỏi, Lục Huynh, đồ ở đây đắt thế, ta không mua nổi. Tất nhiên, Màn Cốt không thể nào ngay cả một món hàng cũng không mua nổi. Điều y muốn nói là bản thân không mua nổi, nhưng món hàng trông có vẻ lợi hại, phù hợp cho trúc cơ kỳ sử dụng. Lục Dương nhìn Màn Cốt với vẻ ngạc nhiên. Mua, tại sao phải mua đồ ở đây? Người nhìn những viên đan dược và pháp bảo này đi. Dù trông chúng hào nhoáng, đắt đỏ, thế nhưng thực tế chúng chỉ là bình hoa. Xét về tính thực dụng, thì nào có thể so sánh được với những thứ do tông môn làm ra? Màn Cốt gật đầu, điều này cũng đúng. Bánh quẩy của môn phái vừa rẻ lại vừa bền, hơn nữa còn nhai được lâu. Hơn một tháng trôi qua rồi, cây bánh quẩy mà Lục Huynh tặng cho Mạnh Huynh vẫn còn lại nửa cây. Hơn nữa không có tiền thì không biết kiếm tiền sao. Với gia tài của chúng ta, tùy ý bán một món hàng cũng có thể kiếm được tiền. Ngươi xem, ta biểu diễn một lần cho ngươi nhìn. Vừa dứt lời, Lục Dương tìm tới một người phục dịch đang lặng lẽ đứng ở một bên, cho hỏi chỗ này của các ngươi có thu mua pháp thuật không. Người phục dịch lịch thiệp trả lời, xin chào, có thu mua, nhưng bọn tại hạ chỉ thu mua những thứ không có trong thương hội. Công pháp thông thường bọn tại hạ đều đã có, xin hỏi quý khách có muốn bán công pháp không? Lục Dương gật đầu, ở chỗ ta có một quyển thuật biến hình, trong lúc biến hình còn có thể tấn công, đây là bí pháp không thể truyền lại của gia tộc ta. Người phục dịch hết sức ngạc nhiên, y đã làm việc ở đây 10 năm nhưng chưa từng nghe nói lại có dạng pháp thuật biến hình như thế này. Xin mời quý khách đi về phía này, hôm nay có một buổi đấu giá, còn có bậc thầy giám định Dương Huyền Linh chân giữ ở đây, để tại hạ mời bậc cao niên như ông ấy giám định giá trị thuật biến hình của quý khách. Bốn người bọn họ được mời vào một căn phòng, trong đó còn có một người cao niên đeo kính đang cúi đầu đọc sách. Người cao niên ấy già lụm khụm, vừa nhìn là biết là hạng người thấy nhiều biết rộng, có vẻ ông ấy chính là Dương Huyền Linh. Người phục dịch thầm thì nói nhỏ vài câu bên tai của Dương Huyền Linh. Ồ, còn có thuật pháp như vậy sao? Ta biết rồi, ngươi lui ra đi. Bốn vị, ta nghe nói ở chỗ các vị có loại thuật biến hình có thể tấn công trong lúc biến hình sao? Đúng vậy. Lục Dương lấy ra quyền lục thị tượng hình quyền của mình. Dương Huyền Linh im lặng một hồi. Nếu mắt ta chưa mở tới nỗi nhìn lầm chữ, thì trên sách viết là tượng hình quyền. Lục Dương tiến tới, gạch bỏ ba chữ tượng hình quyền trên bìa sách, thay bằng thuật biến hình. Bây giờ thì nó thành thuật biến hình rồi. Dương Huyền Linh lần đầu gặp phải người đặt tên sách một cách tùy tiện như vậy, làm lâu lắm trong nghề, quả nhiên loại người nào cũng có thể gặp được. Dương Huyền Linh chậm rãi lật từng trang sách, phân tích từng chữ một, sau đó tức giận nói, đây chẳng phải là tượng hình quyền sao? Sao lại thế được? Lục Dương vô cùng kinh ngạc, đây chắc chắn là thuật biến hình, nhìn đây, ta biểu diễn một lần cho ông xem. Lục Dương đánh một bài tượng hình quyền ngay tại chỗ, từ Màn Cốt biến thành Mạnh Cảnh Chu, sau đó lại biến thành yêu hồ. Hắn đánh với khí thế hùng hổ, trông có vẻ rất có uy lực.
Dương Huyền Linh trừng mắt nhìn cả nửa ngày trời, nhưng cũng không hiểu được Lục Dương biến hình như thế nào. Bài quyền mà hắn đánh đích thị là tượng hình quyền, quá trình hoàn toàn giống như sách viết, đối phương cũng không lén lút sử dụng bất cứ thuật pháp nào. Vậy phải định giá bao nhiêu? Dương Huyền Linh vuốt râu, tỏ vẻ bản thân hoàn toàn hiểu rõ. Thuật biến hình của ngươi quả thật có chút thú vị, xem như vật phẩm thông thường mà đặt ở bên ngoài để bán thì quá lãng phí. Bằng không, đưa quyền thuật biến hình này đi đấu giá đi, lát nữa sẽ có một phiên đấu giá. Được. Tại hiện trường phiên đấu giá, Lục Dương nhìn thấy một người quen cũ. Đó chính là người đã luyện thành thần công nhổ đá, Trì Tự Long. Bản thân Trì Tự Long cũng không ngụy trang. Nhưng cách mà gã từng giới thiệu trước đây, hành sự huênh hoang, không thích ngụy trang. Đối với tù vi của gã, thậm chí trong cả quận Diên Giang này, cũng có thể xếp mấy hạng đầu, quả thật không cần phải ngụy trang. Ngồi bên cạnh Trì Tự Long là một người mặc áo choàng đen. Lục Dương đoán người đó chính là sát thủ Thẩm Tiến Nghĩa. Lục Dương chủ động ngồi ở bên cạnh Trì Tự Long, cả thấy Lục Dương đeo một chiếc mặt nạ đậu hũ ấu trĩ thì khinh bỉ mà lạnh lùng hừ một tiếng. Không biết tại sao, cả nhìn thấy đối phương thì rất sôi máu. Một đấu giá viên ăn mặc tinh tế bước lên bục, trông có vẻ là đã trải qua đào tạo chuyên nghiệp, không sử dụng tới tu vi, giọng nói cũng rất vang dội, toàn bộ hội trường đều có thể nghe thấy rõ ràng. Mọi người, chào buổi chiều, cảm tạ mọi người đã đến ủng hộ, tài hạ cũng không nhiều lời, chúng ta lập tức bắt đầu. Món hàng được đấu giá đầu tiên trong ngày hôm nay là 3 viên trúc cơ đan. Khi lời này vừa mới nói ra, cả hội trường đều trở nên xôn xao, không ngờ phiên đấu giá lại bắt đầu với món hàng nặng ký như vậy. Những người đến tham gia phiên đấu giá đa số đều ở giai đoạn luyện khí trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Luyện khí sơ kỳ tự biết rằng tài lực có hạn nên sẽ không tham gia buổi đấu giá. Ngay cả những tu sĩ trúc cơ kỳ cũng động lòng không thôi, nhà ai mà lại không có hậu bối trong giai đoạn luyện khí kỳ chứ. Lục Dương thì không có. Hắn suy nghĩ một lúc, phát hiện trong số những người mà mình quen biết, chỉ có tu vi bản thân là thuộc loại thấp. Khi cổ nhân thời thượng cổ mở ra con đường tu hành, tự nhiên không mượn ngoại vật, tự mình trúc cơ. Nhưng trúc cơ như vậy có rủi ro cực lớn, không biết đã có bao nhiêu người chết trong quá trình trúc cơ. Sau đó có người nghiên cứu ra trúc cơ đan, có thể nâng cao hiệu quả trúc cơ. Trúc cơ đan không những có tăng tỷ lệ thành công, mà còn có thể đảm bảo không để lại ẩn họa, hoặc là tu vi sa sút sau khi trúc cơ thất bại. Ngay cả đệ tử của tiên cung như Lan Đình, trong lúc trúc cơ cũng đã sử dụng trúc cơ đan. Nàng ấy truyền âm hỏi, khi trúc cơ, các vị có uống trúc cơ đan không? Lục Dương lắc đầu. Quan niệm sử dụng đan dược của bọn người tại hạ có chút tiên tiến. Khi trúc cơ, bọn tại hạ trực tiếp ăn nguyên liệu của trúc cơ đan, dùng cơ thể của bản thân làm lò luyện đan, tu luyện nguyên liệu để công hiệu của thuốc triệt để tan trong kinh mạch. Thông qua nghiên cứu thì phát hiện ra rằng phương thức này có hiệu suất hấp thu cao nhất đối với công hiệu của thuốc. Lục Thất trưởng lão của Đan Đình còn trẻ, ông ấy vì để có thể đưa ra kết luận này đã đập đi lập lại trúc cơ 100 lần, số liệu tuyệt đối đáng tin cậy. Lúc ấy Thất trưởng lão còn có được danh hiệu tu sĩ trúc cơ mạnh nhất. Sau đó do trúc cơ quá vững chắc, quá trình kết đan hết sức đau đớn, giống như bị mắc sỏi thận vậy. Lan Đình cạn lời. Trong lúc hai người bọn họ nói chuyện, 3 viên trúc cơ đan đã được bán. Vật phẩm được đấu giá tiếp theo là một cuốn thuật biến hình. Đấu giá viên lấy ra một quyển sách mà Lục Dương vừa mới nhờ đấu giá. Lục Dương khẽ ơ một tiếng, lầm bầm bằng giọng nói vừa hay để cho Trì Tự Long có thể nghe rõ. Chẳng lẽ đây chính là quyển sách trong truyền thuyết ẩn chứa? Trì Tự Long, người vốn không cảm thấy hứng thú đối với quyển sách này, thì lập tức trở nên hăng hái. Chương 90 năm, trong Bất Hủ Giáo, sao mà có thể có gian tế của chánh đạo? Dưới bục vang lên tiếng cảm thán, mặc dù thuật biến hình khó luyện nhưng nó rất phổ biến, hoàn toàn không có giá trị để đấu giá. Chỉ có một số ít người không thấy xào xuyến, chẳng hạn như Lục Dương và Trì Tự Long. Đầu giáo viên tiếp tục giới thiệu. Cuốn sách này không phải là thuật biến hình thông thường, trong lúc biến hình còn có thể tấn công. Nếu sử dụng thuật biến hình này trong chiến đấu, theo tại hạ nghĩ có thể đem lại hiệu quả bất ngờ. Lúc này mọi người mới cảm thấy có hứng thú, nhưng hứng thú thì cũng không lớn. Suy cho cùng, ai lại sử dụng thuật biến hình trong chiến đấu chứ? Đấu giáo viên lại nhắc nhở. Điều cần lưu ý đó là quyển pháp thuật này cực kỳ khó tu luyện. Thậm chí đại sư Dương Huyền Linh cũng nói rằng quyển sách này trông có vẻ tầm thường,
nhưng thực chất chẳng hề đơn giản như vẻ ngoài của nó. Lục Dương tiếp tục lẩm bẩm bằng giọng nói vừa hay để cho Chỉ Tự Long có thể nghe rõ. Quả nhiên cuốn sách này rất giống với cuốn sách được miêu tả trong truyền thuyết. Mạnh Cảnh Chu ngồi ở bên cạnh nghe thấy lời thì thầm của Lục Dương, nhỏ giọng mà vội vã nói: "Im miệng, lời như thế có thể nói ra ngoài sao? Lúc nào thì ngươi mới có thể thay đổi thói tự lẩm bẩm một mình?" Dọa tới mức Lục Dương nhanh chóng nín mồm, mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm vào quyển thuật biến hình ở trên bục. Chỉ Tự Long nghiêng mắt mà quan sát biểu hiện của Lục Dương, càng khẳng định thêm vài phần suy đoán trong lòng. Giá khởi điểm 100 linh thạch. Mức giá này thấp hơn rất nhiều so với thuật biến hình thông thường, dường như thương hội cũng không chắc chắn lắm về mức giá của tượng hình quyền. 110. Rất nhanh có người giá giá, chút linh thạch này không đáng kể, mua được một vật phẩm hiếm lạ cũng tốt. 120. Chỉ Tự Lòng uể oải mà hô một câu, như thể gã chỉ tùy tiện mà hét lên một tiếng. 140. 180. 200. Giá của tượng hình quyền tăng vọt với tốc độ thần tốc. 800. Lục Dương hô lên, Mạnh Cảnh Trù nhanh chóng giữ lại tay của Lục Dương. Huỳnh hô giá cao như vậy làm gì, sợ mọi người không chú ý được sao? Ta chẳng qua là sợ bị người khác mua mất thôi mà. 800 linh thạch không tính là nhiều, nhưng đó là đối với các tu sĩ ở trúc cơ kỳ. Còn các tu sĩ ở luyện khí kỳ thì chẳng dễ dàng gì mà lấy ra 800 linh thạch. 1000. Một giọng nói từ bên cạnh Lục Dương vang lên. Lục Dương nhìn Chỉ Tự Long với vẻ kinh ngạc, không hiểu tại sao đối phương lại tranh giành quyền thuật biến hình này với mình. Đây rõ ràng chỉ là một quyển sách pháp thuật, trông có vẻ hơi đặc biệt thôi mà. Không lẽ đối phương cũng nhìn ra manh mối rồi? Nhưng làm sao đối phương có thể nhận ra được? Lục Dương thầm thốt một tiếng, hỏng rồi. Không lẽ những lời tự lẩm bẩm vừa rồi của mình đã bị đối phương nghe thấy? Lục Dương nhỏ giọng nói với Chỉ Tự Long: "Vì đạo hữu này, quyển sách này là pháp thuật thất truyền đã từ lâu của gia đình ta, liệu có thể nhường cho ta hay không? Sau phiên đấu giá kết thúc, ắt sẽ có hậu tạ." Chỉ Tự Long lạnh lùng cười một tiếng: "Thất truyền từ lâu sao? Có quỷ mới tin ngươi. Quyển sách pháp thuật này ắt hẳn ẩn chứa bí mật thời thượng cổ." Thẩm Tiên Nghĩa ngồi ở bên cạnh muốn khuyên vài câu, nhưng nhìn thái độ kiên quyết của Chỉ Tự Long thì không nói gì thêm nữa. Lục Dương thay lời nói ngon ngọt không có hiệu quả, nên tiếp tục ra giá: 1200 linh thạch hạ phẩm. 2000. Chỉ Tự Long thậm chí còn chẳng thèm nhìn, thấy Lục Dương hô giá một cách rụt rè như vậy, đoán rằng đối phương chắc chắn chưa thích trúc cơ kỳ. Lục Dương dốc hết toàn bộ gia tài của mình: 2300 linh thạch hạ phẩm. 3000. Chỉ Tự Long vẫn giữ nguyên dáng vẻ chẳng mấy bận tâm. Lục Dương quay sang mượn tiền của Mạnh Cảnh Chu: "Cho ta mượn 1000 linh thạch, năm sau nhất định sẽ trả lại huynh." "Được." 3300 linh thạch hạ phẩm. 4000. Lục Dương tiếp tục mượn tiền, nhưng khổ nỗi từ đầu tới cuối cũng không bì được với người giàu có hào sảng như Chỉ Tự Long. Cuối cùng Chỉ Tự Long đã trả mức giá khủng khiếp 8000 linh thạch để mua thuật biến hình, còn Lục Dương thì đẫm nước mắt mà đạt được lợi nhuận 8000 linh thạch, tạo nên cục diện đôi bên cũng có lợi, mọi người đều vui. Sau phiên đấu giá kết thúc, mọi người Lục Dương đang chuẩn bị rời đi, vừa bước ra khỏi phạm vi khu chợ đến chân núi hoang vắng thì bị Chỉ Tự Long và Thẩm Tiên Nghĩa chặn đường. "Các người muốn làm gì?" Khóe miệng của Chỉ Tự Long nhếch lên nụ cười nhàn nhạt mang nét tàn nhẫn. "Làm gì sao? Tiểu tử, ngươi đừng có giả ngây, chưa từng có người nào có thể lừa gạt được ta." Chỉ Tự Long lấy ra quyển Lục Thị biến hình thuật, phát hiện ra khí tức của trúc cơ kỳ, nói: "Bí ẩn thượng cổ ẩn chứa trong cuốn sách này là gì? Nếu ngươi nói ra, ta còn có thể giữ ngươi một mạng, nhưng nếu ngươi dám nói dối thì đừng trách ta ra tay độc ác." Chỉ Tự Long không có ý định trả bọn họ đi, bí mật thượng cổ càng ít người biết càng tốt, hơn nữa Lan Đình có vẻ đẹp tuyệt sắc, dù thế nào đi nữa cũng phải bỡn cợt một phen rồi mới giết. Trong mắt của Chỉ Tự Long, bọn người này thậm chí không thể lấy ra được vài ngàn linh thạch, chắc chắn họ đều ở luyện khí kỳ. Luyện khí kỳ đối mặt với bản thân tuyệt nhiên không có khả năng phản kháng. Lục Dương thở dài, nghĩ tới Sở Đà Chủ từng gợi ý với mình cố gắng gây chuyện trong kỳ lễ Thái Xuân. Không lẽ Sở Đà Chủ đã dự đoán trước được tình hình của ngày hôm nay, ám thị mình giết Chỉ Tự Long và Thẩm Tiên Nghĩa? Sở Đà Chủ quả thật là thần cơ diệu toán. Lục Dương tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt thật của mình. "Chỉ Tự Long, giữa hai người chúng ta cũng không cần thiết phải làm tới mức căng thẳng như vậy đâu, phải không?"
vừa nói vừa lén nút lấy ra quả cầu ghi hình. Lục Dương, người đáng chết! Chỉ Tự Long giận tím mặt, tức thì nhận ra Lục Dương đang chơi xỏ bản thân. Phiên đấu giá là một vở kịch diễn cho bản thân xem. Có lẽ giữa hai người chúng ta có chút hiểu lầm, ắt hẳn là có tiểu nhân đâm chọc. Người xem thế này có được không? Chúng ta đi tới chỗ của Sở Đà Chủ nói rõ một lần. Ngay cả khi ngươi không tin ta thì cũng nên tin Sở Đà Chủ chứ, phải không? Không nhắc tới Sở Đà Chủ còn tốt, một khi nhắc tới Sở Đà Chủ thì Chỉ Tự Long lại nổi cơn tam bành. Ngươi còn nhắc tới Sở Đà Chủ, ngươi cũng xứng sao? Sở Đà Chủ chắc chắn là bị ngươi lừa gạt mới để cho ngươi làm chấp sự. Còn tiểu nhân nào ở đây? Ngươi chính là tiểu nhân. Ta sao có thể là tiểu nhân được chứ? Ngươi chớ có nói bừa. Lục Dương nỗ lực bảo chữa. Chỉ Tự Long lạnh lùng cười. Đừng tưởng ta không biết những việc tốt mà tên khốn nhà ngươi trước đó đã làm. Trước mặt Sở Đà Chủ, ngươi giả vờ như một người cao thượng, nhưng kể từ khi ngươi gia nhập giáo phái tới giờ đều chỉ làm ra những việc chơi xỏ bọn ta. Theo ta thấy, ngươi chính là gian tế do Chánh Đạo cử đến. Những lời vừa rồi của Chỉ Tự Long tuy nhiên chỉ nói cho hả giận. Nếu gã thật sự nghĩ rằng Lục Dương là gian tế của Chánh Đạo thì gã đã âm thầm giám sát Lục Dương để tìm chứng cứ từ lâu rồi. Lục Dương thở dài một hơi, cất đi quả cầu ghi hình, rút ra thanh phong kiếm dài 3 thước, nói với giọng điệu mang chút luyến tiếc. Nếu đã như vậy, xem ra giữa ta và ngươi chỉ có thể chiến đấu thôi. Chỉ Tự Long và Thẩm Tiên Nghĩa nở nụ cười nhạt với vẻ khinh thường, rút ra vũ khí chuẩn bị giao tranh. Mạnh Cảnh Chu, Màn Cốt và Lan Đình cũng vậy. Cuộc chiến bắt đầu. Lục Dương mang tin tức về cái chết của Chỉ Tự Long và Thẩm Tiên Nghĩa đến cho Sở Đà Chủ. Dù Chỉ Tự Long và Thẩm Tiên Nghĩa có mạnh tới đâu, cũng không có khả năng sống sót được dưới tay của 4 đệ tử tiên môn. Đó là cục diện nghiêng về một phía với trận thế áp đảo. Cái chết của hai người bọn chúng khá thảm khốc. Sau khi Lan Đình nhìn thấy, thậm chí còn không muốn ăn cơm. Lục Dương vừa lấy ra quả cầu ghi hình, vừa giải thích với Sở Đà Chủ. Tính cách của Chỉ Tự Long thì đại chủ cũng đã biết, chỉ cần một câu không hợp thì gã đã giết người. Tại hạ chính là vì lo lắng chuyện này xảy ra nên mới ghi hình trước, để tránh tới lúc đó gã chạy tới chỗ đại chủ kêu oan, nói rằng tại hạ bắt nạt gã. Nhưng bây giờ xem ra gã không thể tới chỗ của đại chủ nữa rồi. Quả cầu ghi hình không biết đã gặp phải vấn đề gì, đoạn ghi hình cứ bị đứt quãng, nhưng may mắn là nó vẫn cứ phản ánh tình hình của tổng thể lúc đó. Mời đại chủ xem. Đà chủ ngồi ở trên ghế ngọc, nhận lấy quả cầu ghi hình, nhìn thấy cảnh tượng lúc đó. Chỉ Tự Long, giữa hai người chúng ta không cần phải tới mức căng thẳng như vậy đâu, phải không? Lục Dương cố gắng hòa giải với Chỉ Tự Long. Lục Dương, người đáng chết! Hiển nhiên Chỉ Tự Long không chịu tiếp nhận ý tốt của Lục Dương. Có lẽ giữa hai người chúng ta có hiểu lầm, ắt hẳn là có tiểu nhân đâm chọc. Người xem thế này có được không? Chúng ta đi đến chỗ của Sở Đà Chủ nói rõ một lần. Ngay cả khi ngươi không tin ta thì cũng nên tin Sở Đà Chủ chứ, phải không? Sở Đà Chủ cũng xứng sao? Sở Đà Chủ để cho ngươi làm chấp sự chính là tiểu nhân. Sao có thể là tiểu nhân được chứ? Ngươi chớ có nói bừa. Lục Dương dựa vào lý lẽ để tranh luận. Đừng tưởng ta không biết những việc tốt mà tên khốn đó đã làm. Sở Đà Chủ giả vờ như một người cao thượng, từ khi gia nhập giáo phái tới giờ đều chỉ làm ra những việc chơi xỏ bọn ta. Theo ta thấy, chính là gian tế do Chánh Đạo cử đến. Đoạn ghi hình tới đây thì kết thúc. Sở Đà Chủ xem tới nghiến răng nghiến lợi. Lục Dương ở bên cạnh, lòng đầy căm phẫn. Đà Chủ, người đối đãi với tại hạ không tệ. Trong Ma Đạo chúng ta cũng hành sự theo cảm tính, cũng có lửa giận ngất trời, cũng biết đội ơn báo đáp. Tại hạ thấy Chỉ Tự Long vu cáo hãm hại Đà Chủ, Thẩm Tiên Nghĩa ở bên cạnh cũng không ngăn cản, lửa giận bùng nổ trong lòng, trong cơn tam bành bèn dẫn đám người Mạnh Cảnh Chu đi giết chúng. Trong lúc chiến đấu không thích hợp để ghi hình, tài hạ đã cất quả cầu ghi hình đi. Lục Dương tất nhiên sẽ không để cho Sở Đà Chủ biết được phong cách chiến đấu của bọn họ. Sở Đà Chủ lớn tiếng tán thưởng, loáng thoáng còn nghe thấy được sự tức giận đối với Chỉ Tự Long. Giết đúng lắm, hai tên xúc sinh bọn chúng có giết cũng chưa hết tội. Sở Đà Chủ biết Chỉ Tự Long không hài lòng với mình, nhưng gã ta niệm tình Chỉ Tự Long là một nhân tài, còn gọi đến đây để chỉ bảo vài câu. Lúc đó Chỉ Tự Long còn ở trước mặt mình tỏ lòng trung thành, nói rằng bản thân nhất định sẽ làm tốt hơn Lục Dương. Nhưng nhìn tình hình trước mắt thì Chỉ Tự Long vẫn ôm hận trong lòng với mình. Thậm chí cả những lời nhảm nhí như là mình là gian tế của Chánh Đạo cũng có thể thốt ra được.
Trong Bất Hủ giáo tao có thể có gian tế của chánh đạo. Lục Dương, người đã diệt trừ hai tên lòng dạ lang sói cho phân đà chúng ta, làm tốt lắm. Đợi khi tuần sát sứ tới đây, ta sẽ nhất định trước mặt ông ấy nói tốt vài lời cho ngươi. Chương 96, kỳ nghỉ dài. Còn nữa, ta đã nhận được lời nhắn của tuần sát sứ. Ông ấy nói rằng đã nghe danh lễ Thái Xuân từ lâu nên đã đẩy nhanh lịch trình. Để đến được quận Diên Giang trong kỳ lễ Thái Xuân, ngươi phải chuẩn bị sẵn tâm lý, đừng để mất mặt trước tuần sát sứ. Trước đó tuần sát sứ đã nói sẽ đến quận Diên Giang sau khi lễ Thái Xuân kết thúc. Vâng. Khi Lục Dương rời khỏi phân đà, hắn đụng mặt Vương Hà, Bạch Tử Phương và những chấp sự khác đang đi đến. Nhóm người Vương Hà khẽ gật đầu chào hỏi. Lục Dương, tên chấp sự mới thăng chức này, là tâm phúc của Sở đà chủ, chẳng thể đắc tội được. Nhóm người Vương Hà đã làm việc ở phân đà vài chục năm, biết được một số chuyện. Bọn họ đoán rằng Sở đà chủ trực tiếp bổ nhiệm nhóm người Lục Dương là bởi vì ba người họ đạt được đánh giá rất cao trong kỳ khảo nhiệm nhập giáo, đặc biệt là Lục Dương có thể là người được đánh giá cao nhất trong số ba người bọn họ. Vương Hà thì thầm. Trước giờ, đà chủ luôn là người chẳng thức dậy sớm nếu không có lợi ích. Rất có thể là ông ấy biết được rằng Lục Dương sẽ quật khởi, muốn xây dựng quan hệ tốt với Lục Dương trước khi hắn phất lên để thuận tiện cho việc thăng tiến sau này. Bọn họ biết rằng điều mà Sở đà chủ muốn làm nhất chính là thăng chức, đến khu vực có kinh tế phát triển để làm đà chủ. Vì vậy ông ấy đặc biệt quan tâm tới vị tuần sát sứ sắp tới này. Nói không chừng lần này gọi chúng ta tới đây cũng liên quan tới tuần sát sứ. Nhưng mà nói đi tôi cũng phải nói lại, Sở đà chủ còn thiếu một điều kiện nữa để thăng chức mà phải không? Ông ấy đã đạt tới Nguyên Anh kỳ rồi sao? Việc thăng tiến trong giáo phái không chỉ nhìn vào tin tức đối với Bất Hủ tiên nhân mà còn chú trọng tới tu vi. Ai biết, có thể ông ấy đã đạt đến từ lâu rồi, chỉ là không nói cho chúng ta biết mà thôi. Ông ấy trước giờ làm chuyện gì đều không giải thích với chúng ta. Chúng ta cũng không biết ông ấy đã làm việc này vì mục đích gì. Phong cách của Sở đà chủ cũng là phong cách của toàn bộ ma giáo, tràn ngập sự không tin tưởng. Sở đà chủ trông có vẻ như tin tưởng Lục Dương, nhưng thực chất không phải vậy. Sở đà chủ chưa từng tiết lộ bất cứ thông tin nào liên quan tới bản thân mình cho Lục Dương. Lục Dương biết rất ít về Sở đà chủ. Kỳ lễ Thái Xuân đến hẹn mà bắt đầu, lượng khách của quán nướng đạt tới đỉnh điểm. Đã có không ít thương nhân ngoại địa nhận ra cơ hội kinh doanh của quán nướng, đề nghị với Lục Dương mở thêm chi nhánh. Lục Dương cung cấp công thức, bọn họ cung cấp vốn. Chẳng có gì ngoài ý muốn, tất cả đều bị Lục Dương sụ mặt xuống mà đuổi ra ngoài. Còn có tu sĩ muốn ăn quỵt, nhưng khi nhìn thấy ba lá cờ treo thưởng ở trên tường, bọn họ nuốt trở lại ý định không thực tế này, ngoan ngoãn mà trả tiền. Với sự trợ giúp của trận pháp nướng thịt tự động, hai con ma chảnh có nhiều thời gian để xiên thịt hơn. Như vậy dù khách hàng có đông hơn bình thường thì quán nướng vẫn có thể vận hành suôn sẻ. Quán nướng thử lại lần nữa. Đúng, chính là tiệm này. Bà dì nói với ta rằng quán nướng này rất ngon, nếu đến quận Diên Giang nhất định phải ăn một lần. Ngươi xem, hiện giờ tiệm nướng này còn đang tổ chức sự kiện. Ăn đồ quán nướng này có thể nhận chứng từ. Khi đi mua đồ ở tiệm đậu hũ trên phố lớn Tiền Môn thì được giảm giá 10%. Dùng đủ một lượng bạc có thể tham gia vòng quay may mắn một lần. Số lần quay có thể tích lũy, không có giới hạn, nhưng số lượng giải thưởng thì có hạn, ai đến trước thì nhận trước. Đi, thử xem. Hai người họ đạt được sự đồng thuận, xếp ở cuối hàng, không biết phải đợi bao lâu mới có thể được ăn. Ở trước cửa quán nướng, Mạnh Cảnh Chú đang bận rộn với vòng quay may mắn, bận bịu tức không biết trời chăng. Trên vòng quay may mắn viết chữ thử lại lần nữa: giải ba, giải nhì, giải nhất, giải đặc biệt. Chúc mừng vị khách này trúng được giải nhì, bữa ăn này giảm giá 40%. Chúng ta hãy chúc mừng vị quan khách này. Mạnh Cảnh Chú vỗ tay bồm bốp, trông có vẻ còn hào hứng hơn cả người trúng giải. Giải nhất đã xuất hiện rồi. Bữa ăn của vị khách này hoàn toàn miễn phí. Giải đặc biệt, không ngờ thật sự có người trúng giải đặc biệt. Vị khách này không ngờ rằng mình nhận được giải đặc biệt, còn nói với vẻ hớn hở. Giải đặc biệt là cái gì? Mạnh Cảnh Chú nắm lấy tay của vị khách, nói một cách nhiệt tình. Chúc mừng khách quan, các hạ đã trúng được cơ hội được trải nghiệm làm tiểu nhị của quán một lần. Người khác đến quán của bọn tại hạ trải nghiệm làm tiểu nhị, trải nghiệm niềm vui của lao động đều phải trả phí. Quan khách rất may mắn, không cần phải trả tiền cũng có thể đến quán của bọn tại hạ trải nghiệm cảm giác trở thành tiểu nhị. Cân nhắc tới việc sân sau đầy khói lửa, trải nghiệm về hoàn cảnh cực kém, nên nhân viên chuyên nghiệp của bọn tại hạ sẽ bưng xiên nướng đến cửa sân sau
Vậy thì khách quan không cần phải đi vào sân sau rồi. Mạnh Cảnh Chu phô ra điệu bộ, bọn ta cũng đang cân nhắc kỹ lưỡng, không cần phải khen người bọn ta. Khách hàng, có thể giúp ta đổi thành giải nhất không? Không được. Khách hàng từ chối giải thưởng đặc biệt. Cho đến thời điểm hiện tại, Mạnh Cảnh Chu còn chưa lừa được người nào hưởng thụ đãi ngộ của giải đặc biệt. Tuy nhiên hắn ta rất hưởng thụ quá trình lừa người khác. Trong quán nướng, Lục Dương đang bưng khay, không ngừng di chuyển qua lại trong quán. Bước chân của hắn nhẹ nhàng, động tác nhanh nhẹn, phần dưới cơ thể vô cùng ổn định. Khay không nghiêng, xiên nướng không rung, không hề đụng vào khách hàng, có thể nói là thân thủ như ngọc. Trải qua hơn một tháng rèn luyện làm tiểu nhị, kỹ năng di chuyển của hắn đã nâng cao đáng kể. Mã Công Tào, chi thủ bạn, ăn có ngon không? Lục Dương niềm nở chào hỏi hai vị khách. Hai người này là quan viên trong quận, thường xuyên tới đây để ăn thịt nướng, uống rượu. Công Tào là tên gọi một chức quan ở thời Hán trong coi việc sử sách, trực thuộc quận lại. Chủ bạ cũng là tên một chức quan có từ đời Hán trông coi việc sổ sách như văn bộ thư tịch của một cơ quan ở trung ương hoặc một địa phương. Vẫn ngon như thường lệ, chủ quán Tiểu Lục, nếu cho ta nói, với tay nghề này của ngươi mà chỉ làm ở đây thì đúng là lãng phí tài năng rồi. Đáng lẽ ngươi nên mở quán ở một quận lớn hơn mới phải, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn bây giờ. Thôi đi, đừng nói linh tinh, chưa nghe nói rằng chủ quán Tiểu Lục ngay cả chi nhánh cũng chẳng muốn mở sao. Rõ ràng là người ta mở quán chỉ vì sở thích, không có ý định kiếm tiền. Lục Dương chỉ có thể cười trừ, chúc hai vị ăn chơi vui vẻ trong kỷ lễ Thái Xuân. Hai người rõ ràng đã uống quá chén, hai má đỏ rực, uống tới say mèn. Mã Công Tào chửi rủa, nhắc tới lễ Thái Xuân thì ta lại thấy bực. Ban đầu lễ Thái Xuân nghỉ 7 ngày là kỳ nghỉ dài, cũng chẳng biết ai nảy ra ý tưởng khắm rút ngắn kỳ nghỉ lễ Thái Xuân xuống còn 3 ngày. 3 ngày đủ để làm cái gì chứ, còn đặt cái tên mỹ miều là kỳ nghỉ dài nhỏ. Người nghe xem, từ này có ra thể thống gì không? Thêm một chữ nhỏ phía sau kỳ nghỉ dài, vậy rốt cuộc có tính là kỳ nghỉ dài hay không? Ta chúc cho người nghĩ ra cái từ này có một tuổi thọ dài nhỏ. Chị chủ bạ vội vàng bịt miệng Mã Công Tào, mấy lời như thế không nói linh tinh được đâu, người đến muộn, không biết cũng bình thường, đây là ý tưởng do Lý Thái Thú nghĩ ra. Mã Công Tào lạnh lùng hừ một tiếng, thì ra ông ta tài năng không nhiều, nhưng ý tưởng lại chẳng chịt. Chỉ chủ bạ nắm giữ thông tin linh hoạt hơn một chút, nói nhỏ thôi, bây giờ không thể nói xấu Lý Thái Thú. Ta nghe người ta nói, Lý Thái Thú đã tìm ra đường thăng quan, lại ở trong quận bắt được 3 tên tu sĩ ba đạo độc ác. Đây là công trạng lớn, sắp sửa được thăng chức tới nơi rồi. Tổng bộ đầu phòng Thanh Vân sẽ thay thế vị trí của ông ta. Mã Công Tào khẽ bĩu môi, chẳng thèm để ý Lý Thái Thú vào mắt. Dù sao Lý Thái Thú cũng không để ý tới nhân vật nhỏ như y. Vài ngày trước còn có đồng liêu tới thăm than vãn với ta, nói rằng Lý Thái Thú ra lệnh bừa bãi, bảo các nha dịch tăng ca vào lúc nửa đêm, yêu cầu cắm đầy cờ nhỏ trong một đêm, vị trí cắm cờ còn không thể xảy ra bất cứ sơ suất nào. Ông ta thậm chí còn đích thần giám sát, làm bộ làm tịch. Ông ta ở kim đan kỳ không cần ngủ, nhưng người khác cũng cần phải ngủ chứ. Rất nhiều nha dịch khi đang làm việc đều trực tiếp ngủ tiếp cả đi. Lục Dương rót rượu cho hai người bọn họ. Tài hạ đi bận một chút việc trước. Đi đi, chủ quán Tiểu Lục không cần bận tâm tới bọn ta. Đêm đầu tiên của lễ Thái Xuân, 4 người và 2 con ma chành đều mệt tới lăn cả ra. Trước khi đi ngủ, Man Cốt chợt nghĩ tới, hình như ma không cần phải ngủ, có nên sắp xếp thêm công việc cho bọn chúng vào buổi tối không? Hết chương 96. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.